Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Và trong clip này thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhìn thấy là phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế. Đó là cái câu nói của bác Trọng từ rất là lâu rồi. Và thật sự trong cái quá trình này thì với cách hiểu của tôi ấy, thì không dễ dàng để mà ra được hai cái quy định mới nhất. Xin thưa các bác. Và có một cái điều mà tôi muốn phân tích chia sẻ với các bác. Mong rằng là các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thực tế thì trong quá trình đốt lò của bác Tổng Bí Thư thì trong năm 2020 thì vào cuối năm đó tôi có làm một clip trước đại hội 13. Đó là cái việc mà quá nhiều quyền lực được trao vào trong tay của những gọi rằng là trong hai cái cơ quan, và sợ rằng là liệu người ta có nhân danh chống tham nhũng để mà đi loại bỏ những cái gọi là loại bỏ những cái ấy, gọi rằng là mình không thích hoặc là những người nào đó. Tóm lại là thậm chí rằng là có những người mà như bác Tổng Bí Thư nói còn lấm đầy bê bê nhưng mà lại cứ đi dây chân người. Thế thì trong cái quá trình mà đốt lò ấy, thì có hai cái cơ quan mà thật sự rằng là chúng ta thấy rất quyền lực, bởi vì họ rất quyền lực cho nên rằng là chúng ta cũng rất sợ là họ sẽ làm sai. Đó là cơ quan bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đây là thứ nhất. Hai là bên cơ quan Công an. Với bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì xem xét những vấn đề liên quan tới kỷ luật về đảng, và họ đi kiểm tra, giám sát vân vân các thứ nữa. Và từ đó chúng ta thấy rằng là không phủ nhận thành tích, mà thành tích rất chói lọi, rất tuyệt vời. Đó chính là cái việc mà đưa ra rất nhiều người ra ánh sáng. Thì đó là bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ hai nữa là bên ngành Công an. Thì ngành Công an cũng phải nói rằng là có một thành tích vô cùng rạng ngời. Có lẽ rằng là trong lịch sử của ngành Công an thì đây là một trong những cái thời kỳ huy hoàng nhất, với việc rằng là đưa rất nhiều những cái vụ án cực lớn ra ánh sáng. Những vụ án không dễ làm, đặc biệt là các bác có thể thấy vừa rồi đó là vụ án Vạn Thịnh Phát, đúng không? Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, rồi các vụ án như Tân Hoàng Minh, rồi FLC, Nhàn AIC, vân vân. Rất nhiều những cái vụ án mà chúng ta có thể thấy và người ta thiên hạ cũng đồn từ rất lâu rồi. Thế nhưng nó có một cái điều thế này, khi quyền lực càng lớn thì có thể là dẫn tới những cái tha hóa càng lớn. Chính vì vậy mà phải kiểm soát cái quyền lực. Quyền lực thì phải đi gắn liền với trách nhiệm. Và đó là cái điều mà bác Tổng Bí Thư đã nói. Nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế thì không phải rằng là trao cái quyền lực cho người vân vân đó kia để mà xử lý. Thế nhưng mà ai xử lý những người đó? Đúng, ai xử lý những người đó? Thì bây giờ đã ra được hai cái quy định. Hai quy định có thể nói rằng là đối với nhiều người thì đó là những quy định mà kinh thiên động địa. Thì đó chính là cái quy định mà tôi vừa chia sẻ với các bác vào chiều ngày hôm nay lúc 5 giờ. Thì đó chính là cái quy định 132. Đó. 132. Và quy định 132 thì là kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong gọi rằng là 4 cái giai đoạn, tức là điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Chúng ta gọi là trong cái chỗ này. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trước đó thì có một quy định là một quy định mang tên là 131. Thì quy định mang tên là 131 thì nó là cái quy định mà kiểm soát quyền lực, quyền sức quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Thì đó là cái là cả bên đảng, cả bên quốc hội, như là thanh tra kiểm toán cho tới là bên phía của công an, tòa án vân vân. Thì cái kiểm soát quyền lực này nó thông qua hai cái quy định đó là quy định 131 và quy định 132. Thế thì có nhiều cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì ở đây á, xin thưa các bác rằng là để mà phòng chống tham nhũng tiêu cực ấy, thì tức là các nguyên tắc là phải được đảm bảo và phải thi hành đúng. Anh không thể nào mà anh thi hành sai được. Thì lúc này phải đưa ra những cái nguyên tắc và định nghĩa đủ những cái hành vi nào là những cái hành vi mà làm sai. Thì bên phía của quy định 131 thì đã liệt kê ra khoảng 22 cái hành vi mà có thể nói rằng là
là 22 cái hành vi gọi rằng là gì nhỉ? Là những hành vi tham nhũng, định nghĩa rằng là các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán. Đây là quy định 22 cái hành vi. Còn đối với quy định của 132 mà các bác có thể tìm ở trên mạng ấy, thì đó chính là quy định 28 cái hành vi mà cho rằng là tham nhũng tiêu cực, tham nhũng tiêu cực, và ở trong điều tra truy tố xét xử và thi hành án như vậy là bao trùm. Và đối với cả bên quy định 31 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương là chủ trì cái việc này và báo cáo Ban Bí thư của Bộ Chính trị định kỳ và tổng kết. Còn đối với cả bên quy định 132 thì Ban Nội chính để kết hợp với Ủy ban Kiểm tra để đánh giá cái việc này. Thế nó có cái gì lớn? Thì xin thưa với các bác rằng là xin thưa các bác rằng là bây giờ rất nhiều các cơ quan, thậm chí ngay cả trong cơ quan tham nhũng đã có cái chuyện tham nhũng, nghĩa rằng có tham nhũng ở ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, thì hiện nay là có một số người cũng đã bị xử lý rồi đó, bao gồm có cả bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nữa. Thế thì ở đây á, chúng ta thấy một cái ngành mà chúng ta quan tâm, đặc biệt là quan tâm là ngành công an. Thế thì ngành công an thì là một cái ngành có thể nói không có ngành công an thì chúng ta không có trật tự xã hội đâu. Chúng ta không không thể nào phủ nhận được cái công lao ngành công an. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng chúng ta muốn làm hoàn thiện hơn để mà chống sai sót nhiều hơn thì chúng ta cũng phải kiểm soát cái ngành công an. Thì ở đây ấy, trước đây ấy, để mà nó liên quan đến các đảng cũng kiểm soát ngành công an thông qua các kỷ luật đảng, vẫn kiểm tra thì vẫn đang xử lý kỷ luật rất nhiều đảng viên là người công an. Tuy nhiên đó là vi phạm những quy định chung của đảng và những cái quy định trước đây. Còn các quy định kiểm soát quản lực quyền lực ở trong hoạt động cụ thể chi tiết trong ngành công an thì chưa có cái quy định cụ thể, mà trước đây nó chỉ là một vài cái dòng thôi. Thế nhưng bây giờ ấy, với cái quy định là 132 thì 28 hành vi, xin thưa với các bác rằng là trong cái điều 6 ấy, thì 28 hành vi đã được quy định rất cụ thể là chính là và định nghĩa rằng đó chính là những hành vi tham nhũng tiêu cực trong ngành, gọi là trong ngành công an chúng ta gọi là ngành tố tụng, đúng không? Tố tụng xét xử và tố tụng và thi hành án thì bao gồm có điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là 28 hành vi được quy định rất cụ thể. Vậy thì và có cơ quan chủ trì cái việc này đó là Ban Nội chính. Thế trước đây thì ngành công an là bên đảng gửi kiểm tra cũng có, nhưng mà cũng phải căn cứ vào những cái điều lệ và những cái quy định thì nó chung chung, nó chưa rõ, thì bây giờ là cụ thể hơn. Thứ hai đây là có cơ quan chịu trách nhiệm là cơ quan Ban Nội chính và hoàn toàn có thể xử lý kỷ luật về đảng, rồi sau đó là thậm chí là chuyển lại cho chính ngành công an để xử lý trong ngoài. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta phải hiểu rất rõ, đó là cơ chế kiểm soát chéo. Kiểm soát chéo tức là ở đây chúng ta trước đây ạ, để mà xử lý ngành công an, ví dụ công an có những ngành mà thoái biến chất thì chỉ có hai, có mấy cái cơ quan có được phép làm thôi. Một là chính người trong ngành làm, tức là giống như kiểu anh Đinh Văn Nơi đi bắt ông Đỗ Hữu Ca, thì đấy là ông nào bị dính thì công an có quyền bắt thật. Đấy là cái thứ nhất chúng ta thấy nhá. Thế nhưng mà người ta cũng bảo rằng là người trong ngành thì ai lại chơi nhau kiểu đấy, đúng không? Và người ta cố gắng để bao che hay là người ta có gì để với nhau. Thì ở đây á có một cái cơ quan nữa, đó là cơ quan hoàn toàn có thể là truy tố điều tra à. Thì đó chính là cái việc mà cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hiện nay chỉ có một cơ quan duy nhất là cơ quan là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được phép là khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cán bộ là công an, tòa án và bên thi hành án. Thế thì đã có rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà chung lại thì bây giờ tiếp theo một cơ quan nữa thì đó chính là cái cơ quan Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là hoàn toàn có thể thông qua những cái đơn thư tố cáo, những cái khiếu nại vân vân gì đó để mà chọc vào trong cái chỗ ngành công an, để mà từ đó rằng là có phát hiện ra những cái vi phạm hay không. Và khi phát hiện vi phạm thì cũng phải tự hỏi rằng là những người đó tại sao lại không phát hiện ra vi phạm trong chính nội bộ của mình, tức là phải quy trách nhiệm, đúng không? Và thậm chí rằng là nếu mà họ cũng có những cái đơn thư từ đó mà cũng chuyển sang bên phía của Viện Kiểm sát Nhân tối cao, cơ quan điều tra, thì cũng phải hỏi rằng là cũng có những đơn thư thế này tại sao mà bên bên Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát lại không làm đó. Và để Ban Nội chính, để ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm. Và đó là cái mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện về kiểm soát quyền lực, tức là phải nhìn nhau và làm.
nhìn nhau mà làm. Về mặt tất cả mọi thứ, về mặt lý thuyết thì tất cả độc lập, nhưng bây giờ tất cả bây giờ đã phải kiểm soát treo lẫn nhau, và đó là một trong những cơ chế mà tôi cho rằng là chúng ta phải định nghĩa rõ và tường minh và cụ thể về mặt hành vi, đặc biệt là trong vấn đề là liên quan tới quy định 32 132 thì có một cái dòng mà tôi có trêu một người em của tôi khi hỏi, thì mặc dù là đứng sau cái dấu phẩy nhưng mà chữ nhân dân được viết hoa, chữ nhân dân được viết hoa, và ở đây á, là các cơ quan bao gồm có quốc hội vân vân các thứ nữa, rồi ủy ban kiểm tra là phải rà soát và kiến nghị rồi là đưa ra những cơ chế cụ thể để mà thanh kiểm tra. Thì các cơ quan để kiểm tra bao gồm có các tổ chức đoàn thể xã hội, rồi mặt trận tổ quốc vân vân, và đặc biệt là phải nhân dân nữa. Tức là nhiều bác ở trên kênh cũng bảo rằng là Hoàng Dôn đừng làm cái này nữa, Hoàng Dôn đừng nói việc ông Lưu Bình Nhưỡng nữa, Hoàng Dôn đừng trái quan tâm đâu, kiểu kiểu thế, và nói rằng là như thế là sẽ ngoài bị bắt nói kia vân vân như đấy. Thì tôi xin thưa với các bác rằng là những việc tôi làm là hoàn toàn đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong rất nhiều văn bản thì đều yêu cầu rằng có cơ chế để nhân dân kiểm soát cái việc này, kiểm soát cái việc này, và không dưới, tôi nhớ là không dưới 10 lần các lãnh đạo chúng ta đã nhấn mạnh lại cái việc mà để nhân dân giám sát. Thế là không chỉ có Đảng nữa, nhân dân giám sát. Và bác Trọng cũng đã có một cái câu nhấn mạnh mà các bác có thể hoàn toàn tìm lại trên YouTube bất cứ đâu để nghe lại bài phát biểu của bác Trọng. Ít nhất tôi nhớ là bác có 2 lần bác nói. À, còn cụ thể thì nói nhiều hơn nhiều, còn trong nhiều cuộc họp bác cũng nói nhiều hơn vấn đề này nhiều, và đến hàng chục lần. Thế nhưng mà trong cái cuộc ghi âm thì ghi hình thì có hai, ít nhất là có 2 lần bác nói, đó là cái việc mà bác nói rằng là ngày xưa thì chúng ta có chiến tranh nhân dân, có kháng chiến toàn dân toàn diện, vậy thì phòng chống tham nhũng tiêu cực thì cũng phải là toàn dân. Thế nhưng mà trong các yêu cầu thì có một cái điều rằng là cơ chế đó, tức là phải đưa ra được các tham mưu, rồi là vấn đề là phải đưa ra tham mưu, rồi là đề xuất vân vân, rồi các cơ chế để nhân dân giám sát. Thì hiện nay á, cái lằn ranh này nó rất là mong manh. Đó. Thì tôi hy vọng rằng các cơ quan á, phải đưa rõ được cái lằn ranh là người dân giám sát ở chỗ nào, như thế nào, để mà cho công tác thanh tra kiểm tra nó hiệu quả. Và ngay cả chính trong những ngành, là ngành như ngành công an, kiểm sát, tòa án. Đó, đúng không ạ? Đôi điều chia sẻ với bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.